Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 1, tức ngày mùng 5 Tết Canh Tý, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi gặp mặt câu lạc bộ hưu trí tỉnh Hòa Bình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về một số thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định những đóng góp không nhỏ của các cán bộ hưu trí tỉnh Hòa Bình đối với thành tựu của tỉnh, đồng thời bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả hoạt động câu lạc bộ hưu trí tỉnh Hòa Bình đạt được trong năm 2019. Điển hình như câu lạc bộ đã thu hút được hơn 1.100 cán bộ hội viên tham gia sinh hoạt, duy trì hoạt động 12 bộ môn thuộc câu lạc bộ, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại và tham gia các giải thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và đều đạt giải cao. Nhiều hội viên câu lạc bộ trở thành những hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao tại các khu dân cư, phường, xã. Trước thềm xuân mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ nhiều hy vọng, mong muốn đối với các thành viên câu lạc bộ hưu trí tỉnh Hòa Bình trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tôi cũng mong rằng là tất cả các cụ, các bác, các anh chị ở đây đoàn kết thống nhất để mà cùng chung sức, chung lòng để xây dựng cho tỉnh Hòa Bình ngày càng phát triển. Chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chúng ta là với cái tinh thần là một cái bọc với nhau, hãy yêu quý đồng bào của chúng ta, yêu quý chính đồng chí của chính mình, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau để mà có một cái tấm lòng góp phần của mình đối với sự phát triển của tỉnh Hòa Bình cũng cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhân dịp xuân Canh Tý năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các cán bộ hưu trí đang sinh hoạt tại câu lạc bộ hưu trí tỉnh Hòa Bình luôn sống vui, sống khỏe, sống có ích, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và tiếp tục đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho câu lạc bộ hưu trí tỉnh Hòa Bình.